Ở vòng 6 của Bundesliga mùa này, câu lạc bộ Augsburg sẽ đối đầu với Monchen Gladbach trên sân nhà VKVK. Nếu chiến thắng, Augsburg sẽ vượt qua chính Monchen Gladbach trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Augsburg đã phải đón nhận thất bại thê thảm với tỷ số 0-4 trên sân RB Leipzig ở vòng đấu trước. Đây là một thất bại xứng đáng khi Augsburg không tạo ra được cơ hội ngon ăn nào từ những tình huống mở và còn bỏ lỡ một quả penalty ở phút 27. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Augsburg ở Bundesliga. Họ đã hứng chịu 14 bàn thua ở giải đấu năm nay, thành tích tệ thứ ba của giải. Câu lạc bộ Augsburg mới chỉ giành được một chiến thắng ở mùa giải năm nay, trước tân binh siêu tầm, Pauli, Augsburg đã thua 3 trong 4 trận gần nhất. Những kết quả này khiến cho Augsburg đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm cầm đen đỏ đúng một điểm. Phong độ sân nhà cũng không mang lại nhiều điều lạc quan cho Augsburg. Họ đã thua 3, hòa 1 và thắng 1 trong 5 trận sân nhà gần nhất tại Bundesliga. Về lực lượng, Augsburg không có tiền đạo Samuel Essen vì cầu thủ này vẫn đang thi hành án treo giò. Robert Gami dính chấn thương trong khi Ruben Vargas chỉ trở lại vào cuối tháng 6. Thủ môn Daniel Klein và hậu vệ trái Max Valentin Pedersen cũng chỉ trở lại vào giữa tháng 10. Borussia Mönchengladbach cũng đang trải qua một mùa giải bất ổn. Họ thắng 3 và thua 3 trong 6 trận đã đấu. Ở trận gần nhất, câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach đánh bại Union Berlin với tỷ số 1-0 nhưng cũng phải nhờ đến bàn thắng quyết định ở phút 96 của Thomas Sivankara để giành trọn 3 điểm. Đó là trận thắng đầu tiên của Borussia Mönchengladbach trên sân nhà kể từ cuối tháng 2. Trong giai đoạn này, Gladbach hòa 2 và thua 4 trận. Ở mùa giải này, đoàn quân của Gerardo Seon chỉ ghi được 6 bàn thắng ở Bundesliga. Thành tích này chỉ tốt hơn 3 đội bóng khác ở giải đấu. Phong độ sân khách của Borussia Mönchengladbach cũng cực kỳ tệ hại. Họ đã thua 18, hòa 16 và chỉ thắng vỏn vẹn 4 trong 38 trận sân khách gần nhất tại Bundesliga. Câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach đang có một số ca chấn thương trong đội. Ivandro Boxer Sanchez và Simon VKLD phải nghỉ thi đấu hơn một tháng nữa. Thủ môn Jonas Omlin cũng chỉ trở lại vào tháng 11. Tiền vệ cánh Nathan de Gomu có kế hoạch trở lại vào cuối tháng 10. 5 trận gần nhất của Augsburg ở mùa giải năm nay có từ 3 bàn trở lên. 11 bàn thắng được ghi trong hai trận đối đầu giữa hai đội bóng này ở mùa giải năm ngoái. Câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach bị đánh giá thấp hơn ở trận đấu này nhưng chưa chắc phải hứng chịu thất bại. Augsburg đã thua 3 trong 4 trận gần nhất. Họ cũng thủng lưới trung bình 2,8 bàn thua mỗi trận. Điều đó giúp cơ hội có điểm của Borussia Mönchengladbach cao hơn. Trong 10 trận gần nhất, Augsburg kiếm được trung bình 7 quả góc còn Borussia Mönchengladbach thu về trung bình 4,4 quả. Khả năng trận đấu tới chạm mốc 10 góc là rất khả quan. Đội chủ nhà chỉ có 4 điểm sau 5 trận đầu tiên tại giải đấu, trong khi Borussia Mönchengladbach thắng 2 và thua 3 trong 5 trận mở màn của họ. Các trận đấu của Augsburg đã có nhiều bàn thắng và cả 6 trận của họ, bao gồm chiến thắng ở Cúp Quốc gia trước đội bóng hạng dưới Victoria Berlin, đều có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Nửa số trận đấu của Borussia Mönchengladbach đã vượt qua mốc 2,5 bàn thắng và cả hai cuộc gặp gỡ tại giải đấu giữa các đội đều tạo ra ít nhất 3 bàn thắng, bao gồm trận hòa với 8 bàn thắng tại sân Augsburg mùa trước. Đội chủ nhà cũng có một trong những hàng phòng ngự tệ nhất giải đấu với 14 bàn thua cho đến nay, trong khi Borussia Mönchengladbach đã để thủng lưới 5 bàn trong 3 trận gần nhất của họ. Borussia Mönchengladbach van chưa hòa bất kỳ trận nào mùa này và chỉ có một trong các trận đấu của Augsburg kết thúc với tỷ số cân bằng. Sân nhà sẽ là một lợi thế lớn dành cho Augsburg. 10 trận sân nhà gần nhất tại Bundesliga, Augsburg thắng 4 và thua 3. Trong khi đó, Borussia Mönchengladbach cực ngại phải đi xa nhà khi đã thua tới 9 và chỉ thắng 2 trong 16 trận gần nhất ở giải quốc nội. Theo cựu danh thủ Robert Hood, Augsburg chưa bao giờ ngại Borussia Mönchengladbach, đặc biệt là trên sân nhà. Do đó, đội chủ nhà khả năng cao sẽ có điểm trong trận này.